Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Báo Sức Khỏe và Đời Sống. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc bé sinh năm 2018 mất tích trên bãi biển Lăng Cô, Huế, ngày 19 tháng 5 trên mạng xã hội bất ngờ chia sẻ thông tin đã tìm thấy cháu bé tử vong. Trước thông tin trên, một thành viên trong đội xe không đồng Thừa Thiên Huế cho biết, trưa ngày 19 tháng 5, người dân phát hiện thi thể một cháu bé không còn nguyên vẹn trên bãi biển Làng Vân, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, sau đó đã trình báo sự việc. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ. Cũng theo người này cho biết, nạn nhân vớt lên không còn nguyên vẹn nên không xác định được danh tính, nghi là thi thể bé trai sinh năm 2018 mất tích nhiều ngày trước. Trước đó, bé trai mất tích được xác định là Lê Phương N, sinh năm 2018, trú tại tổ dân phố Hải Vân, thị trấn Lăng Cô. Bé N có biểu hiện tăng động và hàng ngày được gia đình gửi đến học tại một trường mầm non trên địa bàn thị trấn Lăng Cô. Vào ngày 12 tháng 5, do là ngày nghỉ, nên N được hai cô giáo đưa về trông giữ tại điểm trông giữ trẻ của những cô giáo này. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, hai cô giáo phát hiện N đã rời khỏi điểm trông giữ trẻ nên đã trình báo với chính quyền địa phương. Theo người dân địa phương, trước khi N được trình báo mất tích, một số người nhìn thấy N đi về hướng biển ở khu vực tổ dân phố Hải Vân, thị trấn Lăng Cô, cách điểm trông giữ trẻ khoảng vài trăm mét. Qua triển khai tìm kiếm, lực lượng chức năng mới chỉ tìm thấy một chiếc dép của nạn nhân tại bãi cát thuộc khu vực bờ biển của tổ dân phố Hải Vân. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Thưa quý vị, thời gian gần đây xuất hiện rất nhiều trường hợp lừa đảo việc làm qua các trang mạng xã hội với những lời hứa hẹn mật ngọt về việc nhẹ lương cao. Chị PTDN, 19 tuổi, xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành, tỉnh Long An đã không cảnh giác rơi vào bẫy lúc nào không hay. Được biết, chị PTDN, 19 tuổi, xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành, tỉnh Long An quen bạn trên mạng xã hội, sau đó được mời sang Campuchia để làm việc nhẹ lương cao. Chị chia sẻ, khi vào mạng, thấy bài đăng quảng cáo nơi đất khách quê người, làm việc lương cao và có thưởng. Sau khi vào tìm hiểu, một phụ nữ tên Yến nhắn tin hỏi thăm, chị này nói sang Campuchia sẽ bố trí bán trà sữa, chỗ ăn nghỉ tốt, sau này sẽ có mức thu nhập ổn định để lo cho gia đình, nên chị N nhận lời. Sống ở vùng đất Thanh Long Bạt Ngàn, xong hết vụ mùa đang thất nghiệp, N quyết định rời quê vài tháng để làm thêm. Nghe hướng dẫn của một phụ nữ quen trên mạng, N chuẩn bị quần áo, sau đó có thanh niên chạy ô tô đến tận đầu đường gần nhà đón. Khi chị ngồi trên xe, vài giờ sau mới biết mình đang ở khu vực biên giới Campuchia thuộc tỉnh Tây Ninh. Tại đây, chị N đã được một số người lạ mặt đưa sang Campuchia nhanh chóng. Theo chị N, tại xứ người, chị bị một nhóm thanh niên giám sát tại cửa ra vào. Chị cho hay, chị muốn xin về nhà nhưng họ không cho, gọi điện thoại về cho gia đình thì điện thoại đã khóa sóng. Chị phản ứng thì bị những người này hành hung. Sau đó chị giả vờ ngất xỉu mới được gọi điện thoại về nhà. Họ yêu cầu đưa tiền chuộc mới cho về. Ở quê nhà, bà Tê, mẹ ruột chị N, mất liên lạc với con gái, đã trình báo công an địa phương. Hai đêm sau, gia đình nhận được cuộc gọi từ con gái. Sau đó có người thông báo hiện N đã ký hợp đồng làm việc, không thể trở về nhà. Nếu muốn chị N về nhanh thì phải chuyển 50 triệu đồng. Bà Tê than hoàn cảnh khó khăn, bên kia đầu dây chấp nhận giảm xuống còn 18 triệu đồng. Cuối cùng đồng ý nhận 15 triệu đồng. Để con gái trở về nhà an toàn, gia đình chuyển đúng số tiền thỏa thuận. Ngày hôm sau, bà Tê thuê ô tô lên tận Tây Ninh đón con gái. Tâm trạng vẫn chưa ổn định, có lúc thất thần, chị N nói rằng không chuyển tiền theo yêu cầu của họ thì chưa biết tính mạng vài ngày tới sẽ ra sao. Bởi trong thời gian ít ỏi nơi xứ lạ, chị N chứng kiến bao cô gái bị hành hung. Vào khoảng 12 giờ 40 phút ngày 19 tháng 5, một đám khói đen đã bốc lên từ căn hộ tầng 8, chung cư mini 9 tầng, một tùng ở quận Thanh Xuân. Vị trí cháy được xác định là tại một ngôi nhà ở phố Quan Nhân, rộng khoảng 7m, sâu 30m. Chung cư mini cao 9 tầng, tầng 1 kinh doanh dịch vụ ăn uống, từ tầng 2 đến tầng 9 là các căn hộ mini, mỗi tầng khoảng 4 đến 5 phòng. Ngay khi phát hiện khói, chuông báo cháy vang lên, những người sống từ tầng 5 trở xuống nhanh chóng thoát khỏi ngôi nhà. Nhiều người khác chạy lên tầng cao nhất, các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy cũng triển khai biện pháp cứu hỏa ban đầu. Nhận được tin báo, Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động 6 xe chuyên dụng của Công an quận Thanh Xuân và Đại học Phòng cháy chữa cháy Bộ Công an tới làm nhiệm vụ. Ngay khi có mặt, cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã leo cầu thang từ phía ngoài, tiếp cận ngôi nhà, vào từng tầng tìm kiếm người và lên mái nhà tầng thượng hướng dẫn người dân thoát hiểm. Lực lượng chức năng đã phong tỏa phố Quan Nhân, đoạn giao với Vũ Trọng Phụng đến phố Nhân Hòa để xử lý đám cháy. Ngay sau đó, đám cháy đã được dập tắt. Nguyên nhân vụ việc và thiệt hại đang được thống kê. Bước đầu xác định không có thiệt hại về người.
Chiều 19 tháng 5, tại tầng 8, tòa chung cư mini 9 tầng ở phố Quan Nhân, quận Thanh Xuân, Hà Nội bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều cư dân trong tòa nhà hoảng loạn, tìm cách thoát thân. May mắn là chỉ sau khoảng 15 phút phát hiện sự việc, đám cháy đã được lực lượng chức năng dập tắt, không có thiệt hại về người. Theo một người trọ ở tầng 8 của tòa chung cư mini phố Quan Nhân, Hà Nội, khi phát hiện khói đen bốc lên, có báo cháy của tòa nhà kêu inh ỏi, lập tức anh chạy lên tầng thượng và hô hoán mọi người. Một số người dân sống tại phố Quan Nhân cho biết, trước đây tòa chung cư trên là khách sạn, sau đó được chủ cơ sở cải tạo thành chung cư mini, cho thuê với giá 3,8 đến 4 triệu đồng một phòng. Một thành viên tổ liên gia phòng cháy chữa cháy phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân kể, hơn 12 giờ ngày 19 tháng 5, các thành viên trong tổ liên gia phòng cháy chữa cháy phát hiện có khói đen ở khu vực phố Quan Nhân. Ít phút sau, tổ liên gia nhận tin có cháy chung cư mini tại con phố này. Ngay lập tức, nhiều thành viên trong tổ liên gia có mặt tại hiện trường để tìm cách dập lửa. Ít phút sau, cảnh sát phòng cháy chữa cháy có mặt để nhanh chóng di tản người dân khỏi tòa nhà sang tầng 2 của nhà văn hóa ở phía đối diện. Đại diện công an phường Nhân Chính cho biết, nguyên nhân ban đầu vụ cháy có thể do chập điện. Nguyễn Minh Quân, 21 tuổi, thuê trọ một phòng ở tầng 8 của tòa chung cư 9 tầng nơi xảy ra vụ cháy cho hay, thời điểm xảy ra sự việc vào khoảng 12 giờ cùng ngày. Khi đó, phòng trọ của Quân bị mất điện. Khi phát hiện khói đen bốc lên, còi báo cháy của tòa nhà kêu inh ỏi, nam thanh niên này ngay lập tức hô hoán mọi người xung quanh rồi chạy lên tầng thượng và chờ giải cứu. Trước đó khoảng 12 giờ, tại tòa chung cư cao 9 tầng ở phố Quan Nhân, quận Thanh Xuân xảy ra cháy. Địa điểm đám cháy xuất phát từ tầng 8 của tòa chung cư mini. Theo chỉ huy đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Thanh Xuân, đám cháy bùng phát từ hộp điện thang máy, nghi do chập điện. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, căn chung cư mini là do chủ nhà cho thuê trọ. Sau khi nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Thanh Xuân điều nhiều xe chữa cháy và cán bộ tới hiện trường dập lửa. Cảnh sát leo cầu thang tiếp cận ngôi nhà, vào từng tầng tìm kiếm người và lên mái nhà tầng thượng hướng dẫn người dân thoát hiểm. Liên quan đến sự việc nam thanh niên lao xe vào tổ công tác phòng chống tụ tập đua xe, khiến một chiến sĩ cảnh sát cơ động thuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh bị thương 51%. Ngày 19 tháng 5, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Lê Nhật Minh, sinh năm 2002, ngụ quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh về tội sát hại người. Trước đó rạng sáng 25 tháng 4, Minh cùng 4 thanh niên khác đi 4 xe máy trên quốc lộ 1A hướng từ quận Bình Tân về ngã tư An Sương. Khi vừa qua cầu vượt tỉnh lộ 10 thì cả nhóm dàn hàng ngang chạy tốc độ cao trên làn đường dành cho ô tô. Lúc này, tổ công tác phòng chống tụ tập đua xe và phòng chống tội phạm thực hiện nhiệm vụ. Anh Đỗ Vũ Minh Nam, cán bộ đội cảnh sát giao thông Phú Lâm thuộc phòng cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và anh Văn Bá Hải, chiến sĩ tiểu đoàn 2, trung đoàn cảnh sát cơ động Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, nhóm của Minh không chấp hành mà tăng ga chạy với tốc độ rất cao. Lê Nhật Minh điều khiển xe lao thẳng vào anh Văn Bá Hải, làm cả hai té ngã xuống đường. Minh đứng lên bỏ chạy bộ trốn thoát, còn anh Hải bị thương nặng, được đưa đi bệnh viện cấp cứu với tỷ lệ thương tật 51%. Tổ công tác phối hợp với Công an quận Bình Tân truy xét và bắt giữ Minh vào ngày 26 tháng 4. Đại tá Trần Thị Kim Lý, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định tất cả công dân đều phải chấp hành nghiêm các quy định trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Ngày 19 tháng 5, Công an thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương thông tin vụ đuối nước thương tâm xảy ra trên địa bàn vào chiều tối ngày 18 tháng 5. Nạn nhân là NNH, sinh năm 2011, trú tại phường Thới Hòa, thành phố Bến Cát. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 18 tháng 5, H cùng nhóm bạn đi tắm và câu cá tại hồ nước ở phường Thới Hòa. Sau đó H bơi ra xa và bị chuột rút. Tuy nhiên, các bạn khác tưởng H đang đùa giỡn, đến khi nạn nhân chìm hẳn, mọi người mới hoảng hốt tìm kiếm nhưng không thấy. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 21 giờ tối cùng ngày, lực lượng đã tìm thấy nạn nhân dưới hồ nước. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và nạn nhân, cơ quan chức năng đã bàn giao nạn nhân cho gia đình để lo hậu sự. Video cảnh nạn nhân chơi với dưới nước được chia sẻ trên mạng xã hội khiến dư luận bàng hoàng. Vụ việc cũng là lời cảnh tỉnh cho các em nhỏ và phụ huynh về sự nguy hiểm khi vui chơi dưới nước, cần có sự giám sát chặt chẽ của người lớn để đảm bảo an toàn cho trẻ em. Ngày 19 tháng 5, thông tin từ Công an quận Tây Hồ, Hà Nội, đơn vị đã hoàn tất hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với NDA, sinh năm 2008, trú tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ. Với mục đích tăng lượt theo dõi trên mạng xã hội, NDA đã đăng tải thông tin không đúng sự thật, bôi xấu hình ảnh lực lượng công an nhân dân. Trước đó, ngày 2 tháng 5, Công an quận Tứ Liên, quận Tây Hồ
phát hiện thông tin đăng tải trong nhóm Giao thông đường bộ 24 giờ trên nền tảng mạng xã hội Facebook bởi tài khoản mang tên Đức An với nội dung Công an đánh dân ở Từ Liêm. Kèm theo nội dung đó là hình ảnh đông người tụ tập trong ngõ nhỏ. Có một người mặc sắc phục cảnh sát nhân dân đang cùng người dân xung quanh khống chế một người đàn ông nằm dưới đất. Công an phường Từ Liêm khẳng định nội dung này không đúng sự thật. Theo đó, đây là hình ảnh ghi nhận sự việc vào tối ngày 1 tháng 5. Đối tượng trong tình trạng say xỉn và vừa thực hiện hành vi cố ý gây thương tích, cần ngăn chặn ngay nên cán bộ công an phường khống chế đưa về trụ sở làm việc. Theo cơ quan chức năng, nội dung tài khoản Đức An đăng tải khi chưa xác minh làm rõ gây ảnh hưởng xấu trong dư luận. Tiến hành xác minh, công an phường Từ Liêm nhận định chủ tài khoản NDA đã chụp và đăng bức ảnh trên với nội dung không đúng sự thật với mục đích tăng lượt theo dõi trên mạng xã hội. Sau khi được cơ quan công an giải thích, NDA và gia đình nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, tự gỡ bài đăng và chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Mới đây, lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế cho biết người dân vừa phát hiện một quả đạn còn nguyên đầu nổ trong quá trình thi công trạm y tế. Hiện lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo nguy hiểm để tiến hành các bước xử lý. Khoảng 14 giờ ngày 19 tháng 5, trong quá trình đào móng để thi công công trình trạm y tế xã ở thôn Tam Hiệp, xã Bình Thành, lái máy xúc phát hiện một quả đạn nên báo lực lượng chức năng. Ban Chỉ huy Quân sự xã Bình Thành sau đó xuống hiện trường để căng dây, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, đồng thời báo cáo cơ quan liên quan để có hướng xử lý. Theo đó, quả đạn nghi là đạn dù, có kích thước dài khoảng 60cm, đường kính 15cm, thời điểm phát hiện còn nguyên đầu nổ. Ban Chỉ huy Quân sự xã Bình Thành cho biết đang liên hệ với đội giả phá bom mìn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để tiến hành xử lý quả đạn, đồng thời tiến hành kiểm tra vì không loại trừ khả năng sẽ còn phát hiện thêm những vật liệu nổ tại khu vực này. Thưa quý vị, ngày 20 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Tân Châu, An Giang cho biết đã khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Trọng Nghĩa, sinh năm 2002, ngụ Đồng Tháp, về tội cố ý gây thương tích. Trong lúc nhậu, Nghĩa nghi vợ hờ quen biết người khác nên đã xảy ra mâu thuẫn. Lúc cự cãi, Nghĩa đã dùng dao để sẵn trong túi quần để tấn công liên tiếp vợ hờ, gây thương tích nặng. Theo điều tra, Nghĩa và Nguyễn Thị Kim Ngờ, sinh năm 2005, ngụ tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, sống với nhau như vợ chồng. Quá trình sống chung, Nghĩa và Ngờ thường xảy ra mâu thuẫn. Nghĩa đã hành hung Ngờ nên người này bỏ nhà đi ra ngoài thuê trọ tại phường Long Phú, thị xã Tân Châu. Khoảng 19 giờ ngày 18 tháng 4, Nghĩa đi đến nhà trọ để tìm Ngờ nói chuyện, mục đích kêu về nhà. Sau khi nói chuyện, Nghĩa điều khiển xe máy chở Ngờ đi nhậu cùng với một số người bạn của Ngờ. Trong lúc nhậu, Nghĩa nghi ngờ Ngờ có quen biết với người khác nên cả hai tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Sau đó Nghĩa điều khiển xe chở Ngờ về nhà trọ. Khi đến khu vực khóm Long Thị Đê, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, do sợ về nhà bị Nghĩa tấn công nên Ngờ đã nhảy xuống xe và chạy vào một quán nước bên đường. Thấy vậy, Nghĩa đuổi theo và dùng dao tấn công nhiều nhát vào người Ngờ gây thương tích với giám định là 28%. Sáng ngày 20 tháng 5, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, Công an thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng đã mời làm việc với tài xế dừng ô tô giữa đường vào khu di tích Hồ Tuyền Lâm để chụp ảnh nhảy múa tập thể dục. Công an thành phố Đà Lạt đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định. Qua quá trình xác minh làm rõ, công an xác định tài xế điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 49A-467XX là bà NTBZ, 41 tuổi, trú tại thành phố Đà Lạt. Làm việc tại cơ quan công an, bà Dê cho biết khoảng 11 giờ 15 phút ngày 17 tháng 5, bà Dê điều khiển ô tô chở theo 4 người phụ nữ trong nhóm tập thể dục đi vào khu du lịch Hồ Tuyền Lâm để tham quan và chụp ảnh. Quá trình lưu thông thì bà Dê đã cho ô tô dừng ở đoạn đường Hoa Phượng Tím, đoạn qua Hồ Tuyền Lâm để chụp ảnh. Bà Dê cho biết sau khi dừng và chụp hình được 10 phút, cả nhóm ngẫu hứng lấy hoa trong ô tô ra để phát nhạc tập thể dục. Bà để loa ở nắp capo ô tô và đứng tập thể dục ở đầu xe. Cũng theo bà Dê, sau khi tập được 5-7 phút thì có một người lái ô tô theo hướng ngược lại nhắc nhở nên cả nhóm lập tức dừng lại, cất đồ và lên xe đi tiếp. Khi đỗ xe, bà không thấy có biển cấm dừng, cấm đỗ nên chủ quan. Bà nhận thấy hành vi đỗ xe giữa đường rồi nhảy múa tập thể dục của mình là sai và xin rút kinh nghiệm và hứa không tái phạm. Hiện nay, Công an thành phố Đà Lạt tiếp tục làm việc với nhóm phụ nữ nói trên để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định. Thưa quý vị, sáng ngày 20 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Lào Cai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu bí thư tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh và 16 bị cáo trong vụ án khai thác quặng apatit trái phép. Phiên tòa dự kiến kéo dài 10 ngày. Phiên tòa dự kiến kéo dài 10 ngày, thành phần hội đồng xét xử gồm ông Bùi Văn Khanh, Đặng Tiến Dũng, Trần Đức Thắng, chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Bùi Văn Khanh.
ông Nguyễn Văn Vịnh, cựu bí thư tỉnh ủy Lào Cai cùng ông Doãn Văn Hưởng, cựu chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cùng tội danh thì Viện Kiểm sát truy tố ông Mai Đình Định, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Nguyễn Thanh Dương và Lê Ngọc Hưng đều là cựu Phó Chủ tịch tỉnh, Phan Văn Cương, cựu Phó Giám đốc Sở Công Thương, Ngô Đức Hoàng, chuyên viên Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Lê Ngọc Dương, cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Nguyễn Mạnh Thừa, Giám đốc Công ty Lilama, bị truy tố hai tội rửa tiền và vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên. Nguyễn Quang Huy, Phạm Cao Khiêm, Nguyễn Ngọc Bích, Lương Văn Na, Cao Văn Tham, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Văn Trung bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai truy tố về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên. Theo cáo trạng, thì ông Nguyễn Văn Vịnh trong thời gian giữ cương vị là Phó Chủ tịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai là người chịu trách nhiệm chính, trực tiếp trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Ông Vịnh cùng nhóm quan chức, cán bộ Lào Cai đã lợi dụng chức vụ để ký các văn bản, giấy chứng nhận đầu tư trái quy định, cấp 3,77 ha đất cho công ty Lilama xây dựng dự án khách sạn nhà hàng. Việc này nhằm tạo điều kiện cho Lilama và công ty Apatit Việt Nam khai thác, tiêu thụ trái phép 1,5 triệu tấn quặng Apatit trị giá 610 tỷ đồng. Từ đó, Lilama thu lợi 170 tỷ đồng và công ty Apatit thu lợi 184 tỷ đồng. Cụ thể, tháng 4 năm 2009, ông Vịnh đã ký cấp giấy chứng nhận thực hiện khách sạn nhà hàng do công ty Lilama trên khu đất 3,77 ha, tổng vốn đầu tư hơn 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi thi công, Lilama phát hiện có quặng apatit nên đề nghị công ty Apatit Việt Nam nhập số khoáng sản này. Quá trình điều tra, thì Nguyễn Mạnh Thừa và Nguyễn Văn Vịnh khai nhận vào giáp Tết Nguyên đán năm 2015, khi ông Vịnh làm bí thư tỉnh ủy Lào Cai, Thừa đã mang 5 tỷ đồng đến nhà tặng quà Tết cho Vịnh. Việc tặng quà Tết cho ông Vịnh được bị cáo Thừa thực hiện sau khi công ty Lilama đã san gạt xong mặt bằng dự án, khai thác và tiêu thụ trái phép xong quặng apatit trong diện tích 37.700 m². Sau khi nhận số tiền này, ông Vịnh đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết. Thưa quý vị, cùng với việc khởi tố Hải Idol và 3 bị can khác về tội gây rối trật tự công cộng, cơ quan công an đã tổ chức khám xét nơi ở của bị can Hải. Theo đó, cơ quan chức năng đã thu giữ một số vật dụng có liên quan để phục vụ công tác điều tra. Ngày 19 tháng 5, thông tin từ lãnh đạo Công an huyện Gia Lộc, Hải Dương cho biết các đơn vị nghiệp vụ của Công an huyện đã tổ chức khám xét nơi ở của Phạm Đức Hải, tức Hải Idol, 28 tuổi, trú tại xã Thống Kênh, huyện Gia Lộc. Tại đây, cơ quan công an thu một số máy tính, điện thoại, sổ sách có liên quan để phục vụ công tác điều tra. Về nguyên nhân việc Hải Idol và các bị can khác ngày 21 tháng 4 đã tổ chức dừng đoàn xe dâu tại km 1+500 tuyến đường Trục Băng Nam, địa phận xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc để chụp ảnh. Theo cơ quan công an, tranh thủ đám cưới của Nguyễn Văn Năm là nhân viên cũ của Hải, Hải đã triển khai ý tưởng như trang trí 4 chiếc xe sang rước dâu và sản xuất các video có liên quan để đăng tải trên tài khoản của mình trên các nền tảng mạng xã hội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lộc xác định Phạm Đức Hải, nghề nghiệp bán quần áo, đã sử dụng nhiều tài khoản để bán hàng online trên Facebook, TikTok. Hải đã mượn đám cưới của bạn để đánh bóng tên tuổi nhằm tăng lượng người theo dõi và tương tác trên các kênh bán hàng. Từ đó, Hải Idol đã dàn xếp dàn xe sang rước dâu, dừng đỗ dưới lòng đường tuyến Trục Bắc Nam để chụp ảnh ghi hình. Vào thời điểm đó, Vương Đình Trường, 20 tuổi, trú tại huyện Tân Kỳ, Nghệ An, là bạn của Hải Idol đã phát livestream trên mạng xã hội Facebook bằng tài khoản Hải Idol Vượt Khó, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và tương tác. Đến tối cùng ngày, khi Hải về xem lại livestream đã phát thì thấy có nhiều bình luận trái chiều tiêu cực, lên án hành vi đó nên tự gỡ bỏ. Hiện tại, tài khoản mạng xã hội Facebook Hải Idol Vượt Khó đã ở trạng thái ngừng hoạt động, người dùng không thể truy cập được. Theo lãnh đạo Công an huyện Gia Lộc, hành vi của Hải và các bị can đã vi phạm nghiêm trọng quy định an toàn giao thông, gây ùn tắc trên đoạn đường từ quốc lộ 38 đi vào đường Trục Bắc Nam. Việc này tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông khi cố ý vi phạm quy định pháp luật, coi thường tính mạng, sức khỏe của bản thân và những người tham gia giao thông, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Trước đó, liên quan đến sự việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Đức Hải, Vương Đình Trường, Nguyễn Văn Năm, 25 tuổi, trú tại huyện Gia Lộc và Phạm Ngọc Phong, 25 tuổi, trú tại thành phố Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Bị can Nguyễn Văn Năm cũng chính là chú rể trong đoàn xe đón dâu dừng đỗ trái phép trên tuyến đường Trục Bắc Nam. Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lộc tiếp tục điều tra làm rõ. Nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức vừa được chúng tôi cập nhật. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Ngày 19 tháng 5,
Tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận cho biết, đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Phú Quý vừa bắt giữ hai tàu cá trên đảo đang đưa khách đi tham quan trái phép đảo Hòn Hải. Trước đó lúc 19 giờ ngày 11 tháng 5, trong lúc đi tuần tra trên biển, tàu của đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Phú Quý phát hiện tàu cá BTH-87758TS công suất máy 20CV, chiều dài 9,2m do ông Đặng Văn Chánh, 37 tuổi, chú thôn Triều Dương, xã Tam Thành, huyện đảo Phú Quý, chủ phương tiện, đang chở 8 du khách đi câu cá trên biển. Đây là các du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh theo tour đặt trước trên mạng xã hội do anh Nguyễn Văn Biên, 34 tuổi, ở xã Tam Thành, huyện Phú Quý quảng bá trên các trang cá nhân của mình. Gần 5 giờ sau, tàu tuần tra của đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Phú Quý tiếp tục phát hiện tàu cá BTH-96581TS có công suất 515CV, dài 15,1m do anh Nguyễn Tấn Tài, 35 tuổi, ở Mỹ Khê, xã Tam Thành, đảo Phú Quý, làm chủ phương tiện, đang chở 10 du khách trên tàu, có cả người nước ngoài. Chiếc tàu này đang trên đường đến tham quan đảo Hòn Hải, cách đảo Phú Quý chừng 35 hải lý, và đi câu cá giải trí trên biển, khu vực xung quanh đảo Hòn Hải. Theo điều tra ban đầu, anh Phạm Bé Xin, 38 tuổi, ở tỉnh Hậu Giang, làm nghề kinh doanh trên đảo Phú Quý, lập trang cá nhân yêu đảo, rồi làm tour, thu tiền đưa khách đi tham quan các đảo, trong đó có đảo Hòn Hải. Thời điểm phát hiện, tour du lịch đảo của người này đã có 12 khách đăng ký tham quan đảo Hòn Hải, có cả người nước ngoài, có đóng tiền phí. Sau đó ông Phạm Bé Xin thuê tàu đưa khách đi tham quan. Cả hai tàu vi phạm trên đều không có đầy đủ các loại giấy phép, đăng kiểm, đăng ký theo quy định và có thu tiền của du khách từ 900.000 đồng đến 4 triệu đồng trên khách. Bộ đội biên phòng Bình Thuận đã xử phạt 10 triệu đồng trên tàu với các lỗi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và vi phạm trong lĩnh vực thủy sản. Thông tin ban đầu, vào lúc 12 giờ 15 phút ngày 19 tháng 5, phát hiện khói bốc lên từ khu vực nhà xưởng trong công ty. Ngay lập tức, người dân và doanh nghiệp kéo vòi nước, các vật dụng chữa cháy tại chỗ để dập lửa, sơ tán tài sản ra bên ngoài, đồng thời báo cơ quan chức năng đến hỗ trợ. Tuy nhiên, do bên trong khu vực nhà xưởng có nhiều thùng hóa chất, nguyên vật liệu từ nhựa, cao su nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh Đồng Nai đã điều động xe chuyên dụng, cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp công an huyện Trảng Bom và người dân dập tắt lửa, ngăn chặn đám cháy. Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Bước đầu xác định vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, khu nhà xưởng và nhiều tài sản bên trong đã bị lửa thiêu rụi, thiệt hại lớn. Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, công ty CP, mã chứng khoán POV, công bố tình hình kinh doanh tháng 4 với lợi nhuận tăng vọt dù 3 tháng đầu năm sụt giảm. Công ty cho biết tháng 4 là thời điểm cuối mùa khô tại miền Nam, đầu mùa khô ở miền Trung, bắt đầu mùa nắng nóng tại miền Bắc. Nhiệt độ bình quân tăng cao trên cả 3 miền, đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều ngày vượt đỉnh tiêu thụ điện lịch sử. Giá điện thị trường toàn phần FMP bình quân tháng 4 tăng so với các tháng đầu năm, dự kiến đạt khoảng 1.745 đồng trên kWh. Điều này khiến sản lượng điện của các nhà máy thuộc POV tăng cao. Ước tính doanh thu bán điện của toàn công ty trong tháng 4 đạt gần 3.240 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước, với đóng góp chủ yếu từ nhà máy Cà Mau 1 và 2 cùng Vũng Áng 1. Tổng công ty cho hay, doanh thu này chưa có thuế giá trị gia tăng, chưa có thuế phí tài nguyên và không bao gồm sản lượng, doanh thu ngoài thị trường. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông Công lập năm 2024-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ diễn ra trong 2 ngày 8 và 9 tháng 6 năm 2024. Là năm đầu tiên áp dụng quy chế thi mới với điều chỉnh quan trọng về danh mục vật dụng được phép mang vào phòng thi. Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 tại Hà Nội cần ghi nhớ danh mục các vật dụng được mang vào phòng thi, gồm bút viết, thước kẻ, bút chì, tẩy chì, ê kè, thước vẽ đồ thị, dụng cụ vẽ hình, máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ. Atlas Địa lý Việt Nam được biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2006, không có đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung nào khác. Bên cạnh đó, thí sinh cũng cần lưu ý danh mục các vật dụng cấm mang theo vào phòng thi. Đây là lần đầu tiên quy chế thi quy định rõ các vật dụng cấm mang vào phòng thi, gồm giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn, vũ khí và chất gây nổ, gây cháy, tài liệu, thiết bị truyền tin, thu phát sóng thông tin, ghi âm ghi hình hoặc chứa thông tin để gian lận trong quá trình làm bài thi. Nếu mang theo vật dụng trái phép vào phòng thi, thí sinh sẽ bị đình chỉ thi.
những thí sinh bị đình chỉ thi sẽ mất quyền tham gia xét tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025. Ngày 19 tháng 5, đại diện Công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu cho biết, cơ quan này vừa phối hợp cùng Công an xã Bình Châu chặn bắt nhóm thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, nẹt pô, gây mất an ninh trật tự. Theo đó, vào rạng sáng cùng ngày, Công an huyện Xuyên Mộc nhận được tin báo của người dân về nhóm thanh niên đang tụ tập, chạy xe lạng lách, nẹt pô, đánh võng, dàn hàng ngang, phóng xe mô tô biểu diễn với tốc độ cao trên đường ven biển thuộc địa phận xã Bình Châu. Ngay sau đó, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông chủ trì, phối hợp cùng với các lực lượng và Công an xã Bình Châu triển khai phương án, phối hợp xử lý nhóm thanh thiếu niên, không để gây mất an ninh trật tự. Các lực lượng đã tiến hành chốt chặn, khống chế, bắt giữ nhóm thanh thiếu niên cùng tăng vật là 20 phương tiện các loại. Qua kiểm tra, các phương tiện này hầu hết đã được thay đổi kết cấu, hình dáng và độ máy để đạt được tốc độ cao. Mới đây, một vụ tai nạn đã xảy ra trên quốc lộ 20, đoạn qua ngã ba Âu Cơ, xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc. Vào thời điểm trên, xe máy do ông LQT, 41 tuổi, ngụ tại xã Hoàn Ninh, huyện Di Linh, điều khiển lưu thông trên quốc lộ 20 theo hướng từ Bảo Lộc đi Đà Lạt. Khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với một xe máy khác đi cùng chiều, khiến ông T và xe máy do ông điều khiển ngã ra đường. Cùng lúc, xe ben mang biển số 325XX do tài xế LTP, 53 tuổi, ngụ tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm điều khiển, đang lưu thông cùng chiều phía sau, không kịp xử lý, đã cán qua người khiến cho nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi tai nạn xảy ra, trạm cảnh sát giao thông Madagui thuộc phòng cảnh sát giao thông Công an Lâm Đồng và Công an thành phố Bảo Lộc đã có mặt điều tiết giao thông, đồng thời khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Tối ngày 19 tháng 5, lãnh đạo Ủy ban dân huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, khoảng 15 giờ cùng ngày, trên địa bàn xã Đồng Tiến, phát hiện cô gái tử vong cạnh xe máy. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn, thời điểm xảy ra sự việc, trên địa bàn xã Đồng Tiến có mưa dông kèm sấm sét. Một cô gái ngoài 20 tuổi điều khiển xe máy đi trên đường, khi đến địa phận xã Đồng Tiến thì gặp nạn tử vong. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn cho biết, nạn nhân quê ở xã Phượng Nghi, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã liên hệ đến gia đình và bàn giao nạn nhân để người dân đưa về mai táng. Vào khoảng 16 giờ 40 phút ngày 19 tháng 5, tại km 136+100 cao tốc Nội Bài Lào Cai, thuộc địa phận xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, xảy ra vụ tai nạn khiến giao thông ùn tắc kéo dài. Cụ thể, vào thời điểm trên, xe ô tô tải do lái xe Nguyễn Ái Thuận, sinh năm 1983, trú tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị điều khiển, đi hướng Lào Cai, Hà Nội, mất lái, đâm va vào lan can cầu dẫn tới quay ngang đường. Tại thời điểm trên, xe ô tô đầu kéo kéo theo rơ móc do lái xe Nguyễn Đình Đồng, sinh năm 1987, thường trú tại xã Khánh Thiện, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình điều khiển, đi hướng Nội Bài, Lào Cai, đâm va vào phần đuôi xe ô tô tải. Hậu quả, hai xe hư hỏng, một lái xe bị thương nhẹ, theo quy định. Ngày 20 tháng 5, ông Đinh Xuân Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ea Tia, huyện Ea Hờ Leo, tỉnh Đắk Lắk cho biết, theo thông tin ban đầu vào khoảng 17 giờ ngày 19 tháng 5, người thân không thấy hai cháu nhỏ là MTQ, sinh năm 2019, và HTNT, sinh năm 2018, cùng chú tại xã Ea Tia, huyện Ea Hờ Leo, về nhà nên tổ chức đi tìm kiếm. Sau đó, hai cháu được phát hiện đã tử vong tại một ao nước do người dân đào để phục vụ sản xuất nông nghiệp tại thôn 4, xã Ea Tia. Trước đó, ngày 18 tháng 5, tại xã Ea Cao, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, cũng xảy ra vụ đuối nước khiến hai trẻ tử vong. Hai nạn nhân là HTH, sinh năm 2011, và HZH, sinh năm 2014, cùng ngụ Buôn Hờ Đức, xã Ea Cao. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Ea Cao, trưa ngày 18 tháng 5, hai trẻ xuống ao nước người dân đào để tưới cây tắm và không may bị đuối nước. Sau khi xảy ra những vụ tai nạn thương tâm trên, chính quyền các địa phương đã thăm hỏi động viên gia đình người bị nạn, đồng thời hỗ trợ mai táng các nạn nhân theo phong tục địa phương. Lực lượng chức năng tích cực tuyên truyền các gia đình và cộng đồng các biện pháp phòng chống đuối nước, tuyệt đối không để trẻ tự ý ra tắm ao hồ sông suối khi không có sự giám sát của người lớn. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc xe máy trượt ngã, lao thẳng về phía đầu xe tải khiến người xem thót tim. Trong clip, một người đàn ông điều khiển xe máy đang di chuyển theo hướng ngược lại. Phát hiện ra sự việc, tài xế xe tải đã lập tức dừng xe trước khi va chạm xảy ra. May mắn là người đi xe máy chỉ bị thương nhẹ và đã đứng dậy được ngay sau đó. Đoạn clip sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã nhận về nhiều sự quan tâm, chú ý và ý kiến bình luận từ phía người xem.
Thông tin từ Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết đơn vị đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân một nam thanh niên tử vong trong phòng ngủ, nghi bị điện giật. Thông tin ban đầu, cuối giờ chiều ngày 19 tháng 5, người thân của anh NHL, 21 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức tới nhà kho trên đường Hai Bà Trưng nối dài, thuộc phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An để tìm gặp anh L. Tuy nhiên khi vào bên trong thì phát hiện anh L nằm tử vong trong phòng ngủ. Nhận tin báo, Công an thành phố Dĩ An cùng các đơn vị nghiệp vụ có mặt lấy lời khai nhân chứng, khám nghiệm hiện trường. Tại hiện trường, nạn nhân mặc quần đùi, cởi trần, nằm dưới nền nhà, xung quanh có nhiều dây điện, dây sạc điện thoại còn cắm ổ điện, trong đó có một dây nằm trên người. Theo camera thì khuya 18 tháng 5, nạn nhân ngồi vừa bấm điện thoại, vừa cắm sạc pin thì bất ngờ ngã ra tử vong. Qua kiểm tra bằng bút thử điện, chiếc điện thoại anh L sử dụng vẫn có dấu hiệu bị nhiễm điện, bàn tay bị bỏng. Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Thị Trang, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú Đông Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, vào sáng ngày 7 tháng 2, chị Hát, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, điều khiển xe máy đi bán gà tại huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Khi đến cầu thôn Do Thượng, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, chị Hát gặp một người phụ nữ điều khiển xe máy Honda Way hỏi mua gà. Đối tượng hỏi mua 15 con gà với giá 5,2 triệu đồng. Sau đó, người này mượn điện thoại của chị Hát với lý do gọi điện về cho mẹ để hỏi số lượng gà cần mua do điện thoại của đối tượng hết pin. Khi mượn được điện thoại của chị Hát, đối tượng lưu số điện thoại của đối tượng và danh bạ của chị Hát, đặt tên giả danh ngân hàng. Tiếp đó, đối tượng nhắn tin mạo danh ngân hàng với nội dung cộng số tiền 5 triệu đồng vào tài khoản của chị Hát. Lúc này, đối tượng gửi thêm tin nhắn khác với nội dung cộng 10 triệu đồng vào tài khoản của chị Hát, lấy lý do chuyển nhầm tiền cho chị Hát và yêu cầu chuyển lại số tiền trên vào tài khoản ngân hàng của đối tượng. Chị Hát đồng ý và đưa cho đối tượng 3 triệu đồng tiền mặt, còn 7 triệu đồng chị Hát bảo chồng chuyển khoản cho đối tượng. Nhận được tiền, đối tượng bảo chị Hát chở gà đến nhà cho đối tượng. Lợi dụng lúc chị Hát không để ý, đối tượng điều khiển xe máy bỏ đi. Phát hiện mình bị lừa, chị Hát đã đến cơ quan công an trình báo. Thưa quý vị, lễ hội vật cầu nước thôn Yên Viên, còn gọi là Làng Vân, xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, gây ấn tượng với du khách thập phương bởi nhiều hoạt động đặc sắc. Đây là lễ hội mang đậm đà bản sắc dân tộc, nét đặc trưng của văn hóa lúa nước, thể hiện niềm khao khát của cư dân nông nghiệp. Tại sân đình làng, 16 trai tráng cởi trần, đóng khố, đua nhau đưa quả cầu gỗ 20kg vào hố của đội bạn, khiến người xem thích thú. Cứ 4 năm một lần, từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 4 âm lịch, ngày dương lịch năm nay, từ 19 đến hết 21 tháng 5, người dân làng Vân Hà, xưa có tên gọi là Yên Viên, tên tục gọi là Làng Vân, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, lại nô nức mở hội vật cầu nước, một lễ hội mang đậm tính lịch sử, độc đáo, vui vẻ, kịch tính và độc nhất vô nhị. Lễ hội là nét tín ngưỡng thờ thần mặt trời của người dân thời xưa, mang đặc trưng của văn hóa lúa nước, thể hiện niềm khao khát của cư dân nông nghiệp. Nói về sự độc đáo của hội vật cầu nước Làng Vân, người xưa ví, nếu đi xem hội mà không biết đến lễ hội vật cầu nước Làng Vân, xã Vân Hà, huyện Việt Yên thì quả là chưa phải người sành săn hội. Hay còn có họa rằng, khánh hạ Làng Vân, hội vật cầu, khắp vùng Kinh Bắc chẳng có đâu, quan quân gánh sức dành cho được, sân chơi bùn nước, họa một màu. Tục truyền rằng, khi xưa có vị thân mẫu sinh một lần được 5 người con, 4 trai một gái, đặt tên là Trương Hống, Trương Hát, Trương Lừng, Trương Lẫy, người con gái tên Mỹ Đạm. 5 người con của bà có dung mạo khác thường, khí chất hiển lộ. Khi đất nước lâm nguy, Triệu Việt Vương rút quân rời bỏ kinh thành, về đầm Dạ Trạch lánh nạn, anh em họ Trương liền ra tay giúp nước. Sau khi đại thắng trở về đầm Dạ Trạch thì bị bọn quỷ đen quấy phá, hai bên xung trận với giao ước, ai thắng sẽ được thưởng, ai thua sẽ phải quy phục. Bọn quỷ đen thua trận, quy hàng các đại tướng. Từ đó trở đi, dân làng Vân mở hội vật cầu nước, còn gọi là hội khánh hạ, vào ngày hóa của Đức Thánh, với ý nghĩa tưởng nhớ và mừng chiến thắng của các ngài. Các thế hệ người làng Vân đã gìn giữ và lưu truyền điển tích này từ thế kỷ thứ 6 cho tới ngày nay. Các thanh niên khỏe mạnh tham gia hội vật cầu được gọi là quan cầu. Nhân dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 19 tháng 5, tại đèo Pren Đà Lạt, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây. Thực hiện đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Lâm Đồng nhận trồng 50 triệu cây xanh các loại. Tính đến hết năm 2030, Lâm Đồng đã trồng 26,3 triệu cây xanh, đạt 52,5% kế hoạch. Để đảm bảo trồng hoàn thành số cây xanh còn lại, trong năm 2024,
Lâm Đồng đặt ra mục tiêu trồng trên 13,6 triệu cây xanh trên phạm vi toàn tỉnh. Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Thái Học, quyền bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng khẳng định, mỗi cây xanh trồng hôm nay sẽ góp phần cải thiện môi trường sinh thái, tăng tỷ lệ che phủ rừng và ứng phó với biến đổi khí hậu, một trong những thách thức lớn mà nhân loại đang đối mặt. Ngay sau lễ phát động, hơn 1.000 cán bộ công chức, lực lượng vũ trang, nhân dân và khách du lịch đã tham gia trồng 2.000 cây thông ba lá và 750 cây mai anh đào dọc tuyến đèo Pren Đà Lạt. Lễ hội trái cây Tiền Giang năm 2024 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6 năm 2024, nhằm tôn vinh các loại trái cây đặc sản của tỉnh Tiền Giang, khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Lễ hội nhằm đẩy mạnh việc quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ các loại cây trái đặc sản tại thị trường trong nước và xuất khẩu, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Tiền Giang và các tỉnh thành trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Tại lễ hội sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa sẽ diễn ra như hội thảo chuyên đề nâng cao năng lực, kỹ năng quảng bá trái cây trên các sàn thương mại điện tử, kết hợp với hoạt động livestream, bán hàng, hội thảo xây dựng mô hình chuỗi sầu riêng bền vững tại thị trường quốc tế, hội thảo chia sẻ khóa học dinh dưỡng từ trái cây Việt, giới thiệu các loại hình nghệ thuật ẩm thực, bánh ngọt và pha chế từ trái cây, hội nghị xúc tiến và quảng bá du lịch nông thôn miệt vườn Tiền Giang, công bố bản đồ du lịch số khám phá vườn trái cây nhiệt đới, không gian vườn ẩm thực, cuộc thi món ngon từ các loại trái cây, liên hoan nghệ thuật xếp đặt mô hình từ trái cây gắn với hoạt động mời dùng trái cây miễn phí theo hình thức tiệc tự chọn, chạy bộ phong trào với trang phục thiết kế tạo hình trái cây, đêm hội tuổi trẻ, tuần hàng trái cây đặc sản tại một số hệ thống phân phối hiện đại trong cả nước. Các hoạt động trưng bày tại lễ hội như không gian trưng bày, giới thiệu và thương mại trái cây, các sản phẩm từ trái cây và sản phẩm ô cốp các tỉnh thành, kết hợp trưng bày các sản phẩm trái cây và ô cốp của các huyện, thành phố, thị xã tỉnh Tiền Giang, hội chợ công nghiệp, thương mại vùng đồng bằng sông Cửu Long, Tiền Giang 2024, lễ khai trương điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp tỉnh Tiền Giang và trung tâm yến xào Chí Sơn. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế vừa phối hợp với Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế tích hợp công nghệ để định danh số 10 cổ vật triều Nguyễn tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. Bên cạnh đó là buổi lễ ra mắt không gian triển lãm văn hóa Metaverse đầu tiên tích hợp Apple Vision Pro. Các cổ vật được gắn chip NFC và được định danh duy nhất bằng công nghệ Nomion của Figital Labs. Từ đây, khách tham quan có thể dùng smartphone tương tác với chip NFC Nomion gắn trên cổ vật, mở ra tương tác đa chiều với toàn bộ thông tin lịch sử, nguồn gốc, ý nghĩa văn hóa, ảnh 3D của cổ vật. Chip NFC Nomion gắn trên cổ vật có khả năng mã hóa dữ liệu, bảo mật cao và chống bị làm giả, đảm bảo sự độc bản và liên kết 1:1 giữa phiên bản vật lý và phiên bản số. Song song đó, bằng công nghệ blockchain, phiên bản số của cổ vật mang giá trị chứng thực sở hữu, cũng như tạo ra tài sản số từ tài sản thật là cổ vật. Những cổ vật đã được lựa chọn để định danh là các cổ vật tiêu biểu, đặc trưng của vua quan nhà Nguyễn như là ngai, kiệu, hia, đồ ngự dụng dùng trong sinh hoạt và lễ nghi, cành vàng lá ngọc dùng để trang trí nội thất hay là bộ sâm hường. Với mục tiêu quảng bá mạnh mẽ văn hóa Việt Nam ra toàn cầu và khai thác tiềm năng kinh tế số từ di sản, Figital Labs đã xây dựng không gian triển lãm văn hóa số đầu tiên trên Metaverse tại muchihill.vn. Theo đó, thì những cổ vật đã được định danh số sẽ đồng thời được trưng bày trên không gian số để người dùng tham quan chiêm ngưỡng trọn vẹn 360 độ sắc nét của vật phẩm, trải nghiệm câu chuyện lịch sử hấp dẫn trong không gian lịch sử văn hóa chân thực. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết sẽ tiếp tục triển khai việc biên soạn nội dung như quét chụp hình ảnh các cổ vật hướng đến bảo tàng số theo từng chuyên đề, từng thời điểm, giúp du khách toàn cầu có thể ngắm nhìn, tìm hiểu thông tin với bố cục, màu sắc, âm thanh sống động tương tự như đang tham quan một bảo tàng hay triển lãm thực tế. Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chia sẻ, công nghệ của Figital Labs là cầu nối đưa các cổ vật đang được lưu trữ và trưng bày đến với thế giới số, hỗ trợ trong công tác số hóa, lưu trữ, phát huy giá trị cổ vật nói riêng và di sản của triều Nguyễn, văn hóa Huế nói chung. Ông Trung cho biết, đầu tiên là gắn mã định danh cho cổ vật. Sau khi gắn mã định danh thì nó là độc bản trên thế giới. Và song song đấy thì trung tâm ứng dụng những công nghệ để mình tạo phòng triển lãm bằng không gian 3 chiều để giới thiệu đông đảo công chúng kể cả ngoài nước để người ta vào xem, tìm hiểu những giá trị ấy. Trung tâm giới thiệu bằng những giải pháp sống động. Thưa quý vị, sau 2 năm rưỡi thi công, cây cầu Bạch Đằng 2 nối Bình Dương với Đồng Nai đã dần lộ diện. Nhà thầu đang cố gắng để đạt đúng tiến độ để hoàn thành vào quý 4 năm nay.
Công trình cầu Bạch Đằng 2 bắc qua sông Đồng Nai được khởi công từ cuối năm 2021 nhưng đã bị chậm tiến độ do thiếu mặt bằng. Dự án có tổng mức đầu tư trên 490 tỷ đồng, lấy từ vốn ngân sách tỉnh Bình Dương và Đồng Nai, do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Bình Dương làm chủ đầu tư. Cây cầu khi hoàn thành sẽ kết nối thành phố Tân Uyên Bình Dương và huyện Vĩnh Cửu Đồng Nai. Trước đây, để buôn bán và qua lại hai bên bờ sông Đồng Nai, người dân các địa phương này chỉ có thể đi phà. Vì vậy, cầu Bạch Đằng 2 được kỳ vọng góp phần thông thương hàng hóa, phát triển kinh tế xã hội. Theo thiết kế, cầu Bạch Đằng 2 có chiều dài toàn tuyến gần 950m, rộng 17m, quy mô 4 làn xe, trong đó phần cầu dài 402m, phần đường dẫn đầu cầu dài 454m. Thời điểm này giữa tháng 5, công nhân đang thi công các đốt đúc hẫng cân bằng. Bệ thân mố M1, khối lượng công trình ngoài sông đạt khoảng 70% so với hợp đồng. Cầu có kết cấu phần trên là dầm hộp bê tông cốt thép, dư ứng lực liên tục, được thi công bằng phương pháp đúc hẫng cân bằng với sơ đồ nhịp 60+3 × 90+60m. Đường dẫn lên cầu ở phía Bình Dương sẽ nối thẳng vào tuyến đường dài gần 3 km, kết nối với cầu Bạch Đằng 1 và tuyến đường GT-747 của tỉnh Bình Dương. Đại diện đơn vị thi công cho biết nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ lên 3 ca làm việc với hơn 70 công nhân kỹ sư. Đến nay, chủ đầu tư đã xây dựng xong trụ T1, T2, T3, T4 và chuyển qua thi công phần dầm cầu. Phần đường đầu cầu thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/h, kết cấu mặt bằng đường bê tông nhựa nóng. Hạng mục thi công cầu chính đạt tiến độ khả quan, các trụ chính đang được hoàn thiện. Theo kế hoạch, cầu Bạch Đằng 2 sẽ được thông xe vào cuối năm nay. Dù thời tiết mùa hè nắng nóng, các công nhân vẫn không ngừng công việc, chạy đua với thời gian hoàn thành công trình. Theo thông tin từ Ban Quản lý Dự án, công trình hiện đã đạt 70% khối lượng công việc, dự kiến hợp long vào tháng 6 năm 2024. Cầu Bạch Đằng 2 là dự án trọng điểm kết nối giao thông, khu công nghiệp ở thành phố Tân Uyên với huyện Vĩnh Cửu, huyện Trảng Bom và thành phố Biên Hòa của tỉnh Đồng Nai, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông liên tỉnh trong khu vực vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành tượng đài Bác Hồ tại phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc. Tượng đài Bác Hồ được thể hiện bằng ngôn ngữ điêu khắc tập trung diễn tả, khắc họa hình tượng vị lãnh tụ vĩ đại, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, giản dị, chan hòa và gần gũi. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và nhiều đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng lãnh đạo một số bộ ban ngành trung ương, các tỉnh bạn và đông đảo nhân dân thành phố Phú Quốc dự lễ khánh thành. Với chủ đề Miền Nam trong trái tim tôi, tượng đài Bác Hồ được thể hiện bằng ngôn ngữ điêu khắc tập trung diễn tả, khắc họa hình tượng vị lãnh tụ vĩ đại, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, giản dị, chan hòa và gần gũi. Tượng đài Bác Hồ đặt tay phải lên ngực trái, thể hiện ý nghĩa tình cảm sâu nặng của Bác Hồ dành cho đồng bào miền Nam qua câu nói Miền Nam trong trái tim tôi. Trải qua nhiều lần phác thảo công phu với nhiều chất liệu như đất sét, thạch cao và nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các chuyên gia, hội đồng nghệ thuật, đặc biệt là ý kiến góp ý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tượng đài Bác Hồ đã hoàn thành. Công trình quảng trường trung tâm và tượng đài Bác Hồ được xây dựng tại phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc với quy mô 7,45 ha. Tượng đài Bác Hồ được chế tác tại làng đúc đồng truyền thống của huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định với tổng chiều cao 20,7 m. Trong đó, tượng Bác và đế tượng được đúc bằng chất liệu hợp kim đồng, gồm hơn 83 tấn đồng, hơn 2,9 tấn chì, hơn 5,8 tấn thiếc và hơn 100 kg đất hiếm. Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình cho rằng, sự kiện khánh thành là dịp để mỗi thế hệ chúng ta khắc sâu lời dạy của Bác, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Đảng bộ và nhân dân tỉnh Kiên Giang sẽ làm tốt việc quản lý, giữ gìn và phát huy giá trị của công trình hiệu quả, thiết thực, để nơi đây trở thành điểm đến của tất cả người dân trong nước và bạn bè quốc tế khi đến với Phú Quốc, Kiên Giang, đến với Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với Kiên Giang và thành phố Phú Quốc là xuyên suốt, có trọng tâm, trọng điểm, có ưu tiên về chính sách, nguồn lực, đặc biệt là về phát triển những dự án, công trình có tính chiến lược, tiêu biểu, mang ý nghĩa chính trị, văn hóa để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc. Đồng thời, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là nhu cầu văn hóa tinh thần, là nét đẹp của giá trị và lối sống văn hóa của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ tin tưởng và mong rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Kiên Giang và thành phố Phú Quốc sẽ luôn tự hào, trân quý, quan tâm giữ gìn, bảo vệ và phát huy giá trị của công trình thật tốt, xứng đáng với kỳ vọng của nhân dân, của Đảng và Nhà nước.
Vừa qua, Hoa hậu Việt Nam năm 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy cùng đàn chị Đỗ Mỹ Linh tham dự lễ phát động đăng ký hiến tặng mô tạng cho đi là còn mãi. Trước thềm dự thi quốc tế, Hoa hậu Thanh Thủy nhận được nhiều lời khen, nhiều hành động ý nghĩa khi trực tiếp đăng ký hiến tạng. Chương trình do Bộ Y tế, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội vận động hiến mô, Bộ phận cơ thể người Việt Nam thực hiện nhằm truyền tải sâu rộng hơn ý nghĩa nhân đạo, nhân văn cao cả của việc hiến tặng mô tạng cứu người. Hoa hậu Thanh Thủy cũng trực tiếp đăng ký hiến tặng ngay tại lễ phát động. Đương kim Hoa hậu Việt Nam chia sẻ, rất vinh hạnh khi được tham gia một sự kiện đầy ý nghĩa. Đồng hành cùng chương trình, nàng hậu mong muốn đóng góp và lan tỏa về ý nghĩa cao đẹp của việc hiến tặng mô tạng. Huỳnh Thị Thanh Thủy sinh năm 2002, đến từ Đà Nẵng. Cô đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam năm 2022. Trong gần 2 năm đương nhiệm, Thanh Thủy tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật cũng như các hoạt động vì cộng đồng. Cô tham gia vào nhiều dự án nhằm giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Theo như thông tin đã công bố, cô sẽ đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu quốc tế 2024 tại Nhật Bản vào tháng 11 sắp tới. Trước đó, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng đã đăng ký hiến tặng tại Bệnh viện Chợ Giấy Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2019, khi đồng hành cùng các thí sinh của cuộc thi Miss World Việt Nam 2019 trong dự án Nhân ái, cho đi là còn mãi. Sau khi đạt danh hiệu Hoa hậu Nhân ái quốc tế 2017 tại cuộc thi Miss World 2017, Đỗ Mỹ Linh vẫn không ngừng tham gia vào các hoạt động nhân ái, tích cực đóng góp vì cộng đồng. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cho biết, dù đã đăng ký hiến tặng từ trước, nhưng tôi vẫn hào hứng khi được tham dự lễ phát động đăng ký hiến mô tạng lần này, góp phần truyền tải thông điệp ý nghĩa của chương trình. Đặc biệt, với sự tham gia của quý lãnh đạo cấp cao, các đại biểu với sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Hy vọng rằng phong trào hiến tặng cứu người trở nên mạnh mẽ hơn, nhiều đơn đăng ký được gửi về và sẽ có thêm nhiều ca ghép tặng thành công hơn nữa. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.